Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thầy Tú lên ban trị sự cũng như là gặp chú Út, là chú Út Gớt, là ngày trước là có cho chiếc xe từ thiện đó, chiếc xe từ thiện xã hội để hoạt động rau củ trong mùa dịch. Thì sau thời gian mùa dịch thì chiếc xe hiện tại bây giờ là nó bị hư, và nó nói chung là nó bị hư cốc đề, rồi nó hư bình, rồi nó đậu ở đây đó, mấy đứa nhỏ chơi sao mà nó lấy giấy tờ và mất tiêu hết trơn rồi. Thì hiện tại bây giờ chiếc xe này giờ nói chung thì cũng hiện tại ban trị sự thì cũng không có hoạt động nữa. Thì hiện tại chú Gớt á là cái người chủ xe lúc trước nè, thì gửi xuống ban trị sự, nhưng mà nó có cái lụng củng là trong cái việc mà trao xe nhận xe nó cũng chưa có rõ ràng. Thì hiện tại bây giờ thì sẽ giao chiếc xe lại cho chú Út. Chú Út sẽ đem về sửa lại và để sửa lại để cho lại ban trị sự của Hòa Lạc ở bên xã Hòa Lạc ha, cũng trong tỉnh An Giang mình. Thì đó thuộc về như đó thuộc về huyện của Phú Tân hay là huyện Tân Châu gì đó, như là huyện Phú Tân vậy đó. Thì đây là chiếc xe trước giờ để Tú cũng chạy để lấy rau củ để cho bà con trong mùa dịch nè. Đó thì giờ này thì sẽ nói chung là cũng xe nó cũng hư rồi. Thì bây giờ để Tú đại diện cho người chị Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền cho để Tú là người thiện đó, thì sẽ gửi cho chú 1 triệu để sửa xe này. Thì nói chung mà sửa xe này cũng nhiều tiền lắm đó, nhưng mà có điều là chích ra 1 triệu trong tiền quỹ ha, của người chị ẩn danh đó, để gửi cho để Tú để làm từ thiện đó. Thì Tú sẽ trao 1 triệu cho chú Út để tiếp vô tiền sửa xe để chú Út cho cái người cho ban trị sự Hòa Lạc, chứ cho ban sự Hòa Lạc để đem về để trưng dụng trong cái việc mà từ thiện xã hội. Thì cảm ơn mọi người đã coi chương trình ha. Thì quay lên cũng như là báo cho chị người chị Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền cho đại Tú đó, cũng báo cho chị luôn là cho chiếc xe 1 triệu để sửa lại đó. Đây là chiếc xe từ thiện ha. Rồi thì nãy giờ chú cũng ở đây, nhưng mà giờ ông đi qua bên ban sự rồi. Kính thưa quý vị, đây là chú Út Gớt là người chủ xe, thì hổm đã gửi cho chiếc xe cho ban trị sự ha. Thì chiếc xe giờ hư rồi, giờ để Tú cũng đại diện cho người chị đã gửi cho chú tiếp tiền vô sửa chiếc xe. Rồi thì đây là 1 triệu đồng gửi cho chú Út nha chú. Đại diện như là thiện cảm ơn luôn. Dạ, rồi con cảm ơn chú nhiều đã ủng hộ chiếc xe. Rồi kính thưa quý vị, thì chiếc xe từ thiện đã về tay chú Út để sửa lại cho người khác để chuyên dụng ha. Rồi cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật.